Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai nghi phạm Nguyễn Thị Ngọc Dung, kẻ sát hại cô gái buôn bán rau ở chợ đầu mối Thủ Đức trưa 30 tháng 9. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang tạm giữ chồng của nghi phạm Dung để điều tra về hành vi liên quan tới vụ án mạng. Chồng của nghi phạm được cho là đã mang bộ đồ dính đầy máu của vợ đi đốt. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dung khai không nhớ đâm nạn nhân tê bao nhiêu nhát rào, Pháp Y thông báo với Dung gần 100 nhát. Khi đưa hình chị T, người phụ nữ này tá hỏa, không dám xem hình. Trước đó vào trưa 30 tháng 9, một số tài xế xe đầu kéo đi ăn trưa về đến bãi xe tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, đóng trên địa bàn phường Tam Bình, phát hiện một cô gái nằm gục trong vũng máu. Sau đó, các tài xế báo cho cơ quan chức năng. Khi nhận được tin báo, công an địa phương đã có mặt để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cô gái đã tử vong. Cảnh sát trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng, ghi nhận trước đó nạn nhân được một người phụ nữ chở bằng xe máy. Sau đó hai người xảy ra ẩu đả. Nữ nghi phạm được cho là dùng dao sát hại cô gái. Sau 2 giờ gây án, nghi phạm Nguyễn Thị Ngọc Dung bị các trinh sát công an thành phố Thủ Đức cùng công an phường Tam Bình bắt giữ tại nơi ở.